Xe chở xăng bị nổ ở thủ đô của Ả Rập Saudi làm 22 người thiệt mạng, tin từ Riyadh. Một chiếc xe chở xăng đụng vào một cây cầu bắc qua đường ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi đã phát nổ, làm cho 22 người chết và 111 người bị thương. Một tòa nhà kỹ nghệ đã bị sập vì tiếng nổ. Một nhân chứng cho biết, một tòa nhà nhiều tầng đã bị san bằng, nhiều tòa nhà ở gần đã bị hư hại nặng và nhiều chiếc xe trên cây cầu đã bị cháy, bị hư hại. Các nhân viên cứu hỏa và nhân viên bảo vệ dân sự đã dùng xe vòi rồng chữa cháy trong lúc nhiều người đi qua đường đứng xem. Tiếng nổ quá mạnh đã làm cho xe cộ trên cây cầu bị đè nát. Máu có thể được nhìn thấy trên ghế trước và ghế sau của một chiếc xe bị tiếng nổ làm tan nát. Giới chức phòng vệ dân sự chưa xác định rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Hàng trăm nhân viên khẩn cấp đã xét những chiếc xe bị hư trên cây cầu để tìm nạn nhân và tìm những nạn nhân dưới đống gạch đổ nát của tòa nhà bị sập. Đây là tòa nhà của công ty Zahid, một công ty phân phối các loại máy hạng nặng.